Chào các bạn, sau khi chúng ta thu thập dữ liệu thì ta sẽ tiến hành bước tạo lập dữ liệu hoàn chỉnh trước khi thực hiện các bước phân tích. Trong bài này, thầy sẽ sử dụng một tập dữ liệu minh họa gồm 12 câu hỏi khảo sát với 90 người trả lời. Dữ liệu thô đã được nhập vào Excel. Công việc tiếp theo của chúng ta là tải tập dữ liệu này vào eView và thực hiện một số bước xử lý dữ liệu để có tập dữ liệu hoàn chỉnh. Một tập dữ liệu hoàn chỉnh không chỉ cần có các cái số liệu, nó phải bao gồm đầy đủ các thông tin bổ trợ để người dùng có thể nắm được cách tổ chức. Điều này giúp nhà nghiên cứu dễ dàng thực hiện các bước phân tích tiếp theo. Nếu một tập dữ liệu không có ghi chú đầy đủ, các vấn đề có thể phát sinh. Một đề tài nghiên cứu có thể có nhiều người tham gia. Nếu không chú thích đầy đủ thì các thành viên sẽ không hiểu được cách tổ chức dữ liệu và không thể tiến hành phân tích hoặc là phân tích sai. Ngoài ra, một đề tài có thể tiến hành trong một thời gian dài. Nếu ghi chú không đầy đủ thì bản thân nhà nghiên cứu có thể quên cách tổ chức dữ liệu sau một thời gian. Về tổng quát, ta phải thực hiện các bước sau để có một tập dữ liệu hoàn chỉnh. Thứ nhất, nhập dữ liệu thô vào eView. Thứ hai, đặt tên biến phù hợp và ghi chú. Thứ ba, mã hóa các quan sát thiếu sót. Thứ tư, tái mã hóa dữ liệu nếu cần thiết. Và thứ năm, tạo nhãn cho các giá trị của biến. Thông thường, để thuận tiện thì dữ liệu thô sẽ được nhập vào một phần mềm bảng tính, ví dụ như là Excel. Lưu ý là ở đây bạn không nên đánh dấu tiếng Việt, vì nếu đánh dấu tiếng Việt thì các phần mềm thống kê, ví dụ như eView, sẽ nhận diện biến nó bị sai đi. Sau đó, dữ liệu thô sẽ được tải vào eView hoặc các phần mềm thống kê khác để phân tích. Với eView thì các bạn tải file dữ liệu Excel bằng cách chọn File, Open Foreign Data as Work File. eView sẽ hiện ra quy trình 3 bước để nhập dữ liệu. Thông thường, eView sẽ tự động nhận dạng dữ liệu và dùng các thông số phù hợp. Nếu bạn thấy có sai sót thì có thể điều chỉnh trong giai đoạn này. Trong ví dụ của chúng ta, eView nhận diện đúng các cấu trúc dữ liệu tạm thời, bạn không cần điều chỉnh. Bạn bấm Next để kiểm tra nhận diện dữ liệu của eView ở các bước 2 và 3, hoặc các bạn bấm nút Finish để hoàn thành việc nhập dữ liệu. Với các tập dữ liệu phức tạp hơn, ví dụ như dữ liệu dạng bảng hay dữ liệu dạng chuỗi thời gian, bạn tham khảo chi tiết trong phần thực hành eView thầy đã đăng trong folder. Rồi, bây giờ thầy lấy ví dụ mình mở cái file project của mình ha. Bây giờ các bạn chọn vô file này, bạn chọn Open ha. Thì cái file của mình nó đang ở dạng Excel, cho nên là chúng ta sẽ chọn là cái mục là Foreign Data as Work File. Đây. Rồi, xong rồi các bạn chọn đường dẫn của cái file đó thôi. Bạn chọn ví dụ như đây là thầy đang lưu ra ở ngoài màn hình rồi ha. Thì để thầy kiếm cái file của thầy. Nó đâu rồi? Đây, dataset gym ha. Rồi, thầy chọn đây. Chọn open. Thì nó sẽ hiện ra cái khung nhập liệu 3 bước của eView. Thì bước thứ nhất thì các bạn thấy ở trên màn hình nó hiện ra là mình có thể chọn cái worksheet nào mà mình trong Excel mà mình muốn nhập vào. Thì ở đây thì máy nó tự động nhận diện cái worksheet đầu tiên, thì mình thấy là nó đúng rồi, cho nên mình có thể bấm Next. Rồi, bước thứ hai là cấu trúc của cái bảng dữ liệu ha. Thì máy nó cũng tự động nhận dạng, ví dụ như header line, tức là cái dòng đầu tiên á, thì nó nhận diện nó là tên của biến, thì mình thấy đây cũng đúng rồi, cho nên mình để nguyên ha. Rồi, các bạn cũng có thể thấy ở đây cái ô câu 1, câu 2, câu 3 nè, cái ô câu 1 nó bôi sậm nè, thì mình cũng có thể sửa chữa một số thông số liên quan tới cái ô câu 1 này. Ví dụ như là câu 1 mình có thể thay đổi tên nè, mình có thể ghi chú vô đây một cái gì đấy, và quan trọng là cái dữ liệu này các bạn, cái dạng dữ liệu. Ví dụ như ở đây thì máy nó tự động nhận dạng nó là dạng số, thì đúng rồi thì mình để ha.
Còn nếu mà nó nhận dạng sai á, ví dụ như là dạng chữ mà nó nhận dạng thành dạng số, hoặc là dạng số nó nhận dạng thành dạng chữ á, thì các bạn có thể đổi ra đây. Đấy. Và ở đây cũng lưu ý với các bạn là nếu mà các bạn cái file Excel của mình á, mà không dùng tiếng Việt nghe, không dùng tiếng Việt nghĩa là đánh không dấu hoặc là bằng tiếng Anh á, thì đa phần là eView nó sẽ nhận diện đúng cái dạng của dữ liệu. Rồi các bạn có thể chọn câu 2 các bạn chỉnh sửa, câu 3 vân vân. Mà thấy đây là eView người ta tự động nhận diện là đúng rồi, cho nên thôi mình chọn Next ha. Đây thì máy nó muốn hỏi chúng ta về cấu trúc dữ liệu chung của cái Word file. Thì cái cấu trúc dữ liệu của chúng ta là bây giờ nó không có liên quan tới thời gian, thì máy nó tự động nó nhận diện là unstructured, undated, thì mình cứ để nguyên. Nếu mà cái dữ liệu mà liên quan tới chuỗi thời gian vân vân thì máy nó cũng sẽ tự động nhận diện. Thì nếu mình thấy nó đúng rồi thì thôi, còn nếu mình thấy nó chưa đúng thì mình có thể chỉnh sửa lại. Thì đây nó có một số các cái tùy chọn, ví dụ như là bảng dữ liệu không có cấu trúc này, bảng dữ liệu có cấu trúc thời gian này, vân vân. Thì đây, thì hiện tại là máy nó tự động nhận diện là unstructured, thì mình cứ để như vậy ha, nó cũng đúng với cái cấu trúc dữ liệu của mình rồi. Thì sau đó các bạn bấm finish là máy nó sẽ nhập cái file dữ liệu của mình từ Excel vào trong eView. Sau khi nhập dữ liệu từ Excel và eView rồi, thì để xem một biến, các bạn double click vào tên biến cần xem. Hoặc là nếu mà nó chưa hiện ra cái phần số liệu thì các bạn bấm View trên cái menu, chọn Spreadsheet thì nó sẽ hiện ra cái dữ liệu cho chúng ta. Nếu bạn muốn xem nhiều biến cùng một lúc, các bạn bấm Control và chọn các biến cần xem. Sau đó các bạn bấm chuột phải và chọn Open S Group, thì máy nó sẽ hiện ra nhiều biến cùng một lúc để chúng ta xem. Nếu mà số liệu nó vẫn chưa hiện lên thì các bạn cũng làm như bước trên. Bạn chọn View trên cái thanh menu, các bạn chọn là Spreadsheet thì nó sẽ hiện ra cái số liệu mà các bạn cần. Tiếp theo là các bạn có thể chọn biến để mình làm việc hoặc là mình xem biến ha. Thì với một biến thì các bạn có thể bấm vào cái biến, cái tên biến ha. Mình đấm double click vô thì nó sẽ hiện ra cái dữ liệu hàm chứa trong cái biến đấy. Nếu mà mình muốn xem hai biến cùng một lúc chẳng hạn vậy, ví dụ câu 1 với câu 10 ha, thì mình bấm câu 1 nè, rồi mình bấm Control, mình chọn câu 10, ví dụ câu 11, 12 chẳng hạn vậy. Thì sau khi mình chọn rồi, mình bấm chuột phải để mình chọn Open nè, S Group nè, thì máy nó sẽ hiện ra dữ liệu của nhiều biến cùng một lúc. Thì ở đây nếu các bạn muốn tắt đi thì nó sẽ hỏi bạn có xóa không, thì các bạn ok đi, dẹp thôi ha. Ví dụ như ở câu 1 này, ví dụ thầy bấm thì chọn ra đây ha. Ví dụ như là mình chọn mình xem graph gì gì đó ha. Thì bây giờ mình tắt lại nha, rồi mình bật ra thì mình lại thấy nó vẫn hiện cái xử lý trước của mình. Thì bây giờ các bạn lại muốn xem lại cái số liệu thôi, thì các bạn lại bấm vô View ha. Nếu không muốn xem cái hình này nữa, muốn xem số liệu á, các bạn bấm vô View thì các bạn thấy nè, nó có rất nhiều thứ để cho mình xem nha. Thì đây, nếu muốn xem số liệu không á, thì các bạn chọn worksheet này. Nếu muốn vẽ biểu đồ này, bạn chọn graph ha. Muốn xem các thông số thống kê vân vân, loại nào thì các bạn có thể chọn như đây. Muốn xem bảng, muốn xem các cái xử lý thống kê khác thì các bạn chọn như đây. Thì ví dụ mình muốn quay lại mình coi số liệu thôi thì mình bấm Spreadsheet, thì cái mặc định của nó là hiện thế này. Nhưng nếu mà nó không hiện ra thì các bạn biết cái cách để hiện lại cái trang Spreadsheet ha. Sau khi tải dữ liệu, chúng ta có thể cần phải đặt lại tên biến cho thuận tiện cho việc sử dụng về sau. Các bạn có thể làm điều này như sau. Các bạn double click vào biến cần chỉnh sửa, chọn mục View ở trên menu, và trong đó các bạn chọn mục Label. Các bạn có thể thay đổi tên biến trong cái ô Name, thay tên hiển thị trong cái ô Display Name. Các bạn có thể ghi thêm các cái chú thích
ví dụ cách mã hóa đơn vị đo vân vân. Hoặc các bạn có thể ghi thêm các cái ghi chú, ví dụ các cái lưu ý khác. Ví dụ thầy muốn thay đổi tên và ghi chú cho câu 1, tức là về cái biến giới tính đó các bạn. Thì ở đây thầy muốn đổi tên thành C1 gạch dưới giới tính, tên hiển thị là giới tính, và cái mục mô tả thì thầy muốn ghi chú về cái cách thầy mã hóa biến, ví dụ như là 1 là nam, 2 là nữ. Thì thầy sẽ tiến hành như sau. Bây giờ thầy lấy ví dụ mình đặt tên và ghi chú cho một biến ha. Ví dụ với câu 1 nè. Thì bây giờ thầy muốn đặt tên và ghi chú cho cái biến này. Như thế nào thì thầy bấm double click vô để thầy làm việc với nó nè. Ở đây các bạn chọn view, chọn label. Thì đây thì thầy mặc định thầy đặt tên là name là câu 1. Nhưng mà đặt tên như thế này thì đôi khi thầy nghĩ nó khó nhớ. Thì thầy muốn đặt tên lại thì thầy đặt như thế này. Ví dụ thầy nghĩa là C1 ha, nghĩa là viết tắt của câu 1 ha. Nhưng mà cái câu 1 này nó nói về cái thông tin về giới tính thì thầy ghi luôn giới tính. Các bạn nhớ là gạch dưới ha, ví dụ vậy ha. Giới tính. Để mình khi mình xử lý mình biết cái câu 1 nó là cái gì, đó mấy mình quên. Rồi. Display name tức là cái tên mà máy nó sẽ hiển thị nếu chúng ta vẽ biểu đồ hay chúng ta lập bảng. Thì ở đây thì chúng ta muốn máy nó hiển thị cái tên đầy đủ, ví dụ như là giới tính ha. Giới tính. Ở đây các bạn thấy là thầy không đánh tiếng Việt, thầy đánh không dấu thôi. Tại vì eView ở cái phiên bản mà thầy đang sử dụng nó chưa nhận tiếng Việt, cho nên là mình viết không dấu. Rồi. Thì display name thì mình muốn cái nó hiện cái tên đầy đủ như thế này, thì mình đánh nó vào. Cái phần description tức là mô tả. Thì ở đây thì các bạn có thể ghi rất nhiều thứ vào. Thì ở đây thì thầy thông thường thầy sẽ ghi cái cách mà mình mã hóa. Ví dụ như ở đây cái biến giới tính đó, thì người ta mã hóa là 1 là nam ha, thì thầy ghi chú vô. 2 là nữ ha. Thì mình ghi chú vô đây. Sau đó mình tắt đi là nó sẽ lưu. Thì các bạn thấy đây người ta đã lưu lại cho mình cái tên mới này. Thì cái việc ghi chú rất quan trọng nha các bạn. Nếu các bạn gửi cái file này cho người khác, hoặc là các bạn làm cái đề tài trong vòng một thời gian lâu, thì mình lúc trước mình định nghĩa như thế nào rồi lúc sau mình quên mất. Thì ở đây nè các bạn, khi mà mình muốn xem lại cái thông tin về cái biến này nè, thì mình chỉ cần bấm vô cái biến ha. Ví dụ như ở đây nó hiện ra spreadsheet ha. Các bạn muốn thêm hồi xưa mình định nghĩa sao cái biến này liên quan tới cái thông tin gì ha, thì mình bấm vô label mình xem. Người mình gửi cho người khác thì người khác cũng muốn xem cái thông tin về cái biến này thì người ta cũng vô label để người ta xem. Tương tự với cái biến câu 2 thì thầy muốn đổi tên nó thành C2 gạch dưới tuổi. Tên hiển thị thầy muốn đặt là tuổi. Và mô tả thì thầy không ghi gì cả, vì ví dụ về đơn vị đo thì mặc định là tuổi thì mình biết là nó là năm rồi, cho nên có thể là thầy cũng không cần phải ghi chú thêm. Tương tự như vậy thầy tiến hành đặt tên lại và ghi chú thông tin cho câu 2. Ví dụ câu 2 ha, câu 2 là về tuổi các bạn ha. Thì mình cũng lại làm như câu 1 thôi, mình double click vào. Sau đó mình chọn view này, mình chọn label nè. Rồi câu 2 thì bây giờ cái cách đặt tên á, trong cùng một cái bảng dữ liệu thế này mình nên đặt tên cho nó thống nhất. Ví dụ như hồi nãy mình đặt là C1 giới tính rồi ha, thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục, chúng ta đặt ở trên này là C2 ha, tức là câu 2 nè, gạch dưới này tuổi này. Đó là cái tên biến ha. Rồi display name là mình ghi đầy đủ ra là tuổi. Description thì chắc ở đây thì mình không cần ghi cái gì cả. Ví dụ như các bạn có thể ghi đơn vị là tuổi là bao nhiêu năm, chẳng hạn vậy, mình ghi là năm cũng được hoặc là không được. Tại vì tuổi thì người ta cũng mặc định là người ta hiểu là theo năm rồi, cho nên đây mình chưa có cái gì ghi chú thì thôi mình cứ để như thế.
Rồi xong các bạn đóng nó lại. À, từ đây các bạn thấy nha. À, câu 2 nó đã được sửa rồi. Với câu 3 thì thầy muốn đổi tên nó thành C3 gạch dưới lý do. Tên hiển thị là lý do tập gym. Phần mô tả thì thầy muốn ghi chú về cái cách thầy mã hóa dữ liệu, ví dụ như số 1 tương ứng với thư giãn, số 2 tương ứng với duy trì và tăng cường vóc dáng, số 3 tương ứng với giảm cân, số 4 tương ứng với gặp gỡ mọi người, số 5 tương ứng với rèn luyện sức khỏe và số 6 là các lý do khác. À, mình tiếp tục làm với câu 3 nha các bạn, đổi tên và ghi chú. Thì ở đây chúng ta cũng theo quy trình hồi nãy thôi. Mình chọn câu 3 này, mình double click vô nè. Ví dụ như ở đây nó hiện ra spreadsheet rồi ha. Thì bây giờ mình chọn view nè, mình chọn label nè. Tên á thì mình sẽ đặt tên là C3. Thì câu 3 người ta hỏi về lý do tập gym thì mình đặt cái tên ngắn thôi, lý do đi ha. Rồi. Display name á thì mình sẽ ghi tên hiển thị đầy đủ ha, là lý do gym. Thì mình tốt nhất mình cứ ghi không dấu các bạn ha. Rồi, description thì mình như ví dụ như thầy muốn ghi là cách mã hóa của dữ liệu chẳng hạn vậy. Thì ở đây thì lý do tập gym thì người ta đưa ra 6 lý do. Một là thư giãn, hai là duy trì và tăng cường vóc dáng, ba là giảm cân, bốn là gặp gỡ mọi người, năm là rèn luyện sức khỏe, sáu là những cái lý do khác. Thì bây giờ nhập vô bảng dữ liệu thì nó chỉ nhập là 1, 2, 3, 4, 5, 6 thôi. Thì bây giờ mình muốn ghi chú rõ luôn, một là cái gì, hai là cái gì ha. Thì bây giờ mình có thể ghi chú vô đây. Thì một ha, một nè. Thì thầy đã tắt cái chức năng viết tiếng Việt rồi, cho nên là bây giờ thầy viết không dấu luôn ha. Thư giãn. Hai, duy trì và tăng cường vóc dáng. Ba phải ha, ba đó là giảm cân, bốn đó là gặp gỡ mọi người, năm đó là rèn luyện khỏe, và sáu là khác ha, lý do khác. Như vậy thầy đã ghi chú cái cách mã hóa vào trong cái biến này rồi. Thì bây giờ thầy đóng nó lại. Ví dụ như các bạn gửi cái file này cho người khác chẳng hạn vậy, người ta muốn biết cái file cái biến câu 3 lý do này là cụ thể là cái gì thì người ta bấm vào, ví dụ như nó hiện ra thế này, thì muốn xem thông tin cụ thể thì người ta chỉ bấm vào label thôi. Là người ta có những cái thông tin đầy đủ về cái biến C3 này, lý do này, mà không cần phải hỏi lại bạn hoặc là các bạn phải giải thích riêng, rất là phiền phức ha. Đến đây các bạn có thể tự thực hiện đổi tên và ghi chú cho các biến từ câu 1 đến câu 12.